Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh du lịch uh, cùng thành lễ USA nhé. Bây giờ mình xin thời sự với mọi người về cái sắc lệnh mới của tổng thống Trump cũng như là cái uh, vì sao mà tổng thống Trump ông chỉ ký cái sắc lệnh mà ngăn cấm di dân trong vòng 60 ngày ha. Cái này chỉ áp dụng cho những trường hợp nào mà di dân qua Mỹ theo diện định cư tức là qua bên Mỹ những người đó sẽ được cấp thẻ xanh chứ không phải là chứ nó không có áp dụng cho du học du lịch gì ở đây hết ha. Tại mọi người nên nhớ là du học du lịch đó, họ chỉ qua bên Mỹ Tạm thời sau đó họ quay về nước của họ, họ không định cư trên nước Mỹ này Dĩ nhiên á Là du học du lịch thì người ta đa số là người ta sẽ tìm cách trốn lại, người ta đi làm chui hay gì đó Nhưng mà cái đó là cái chuyện mà trên Cái chuyện ngầm ở dưới, còn chuyện trên giấy tờ là họ <laughs> qua Mỹ này không phải là dạng định cư ha Còn qua bên Mỹ dạng định cư cấp thời xanh á Thì họ có Sẽ có social và họ sẽ đi làm được vân 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 Thành ra Tổng thống Trump này cũng muốn giữa cái thời đại dịch đang diễn ra đang hoành hành trên nước mỹ này từ từ nền kinh tế mỹ nó sẽ mở cửa lại các doanh nghiệp nó sẽ mở cửa lại thì ông tổng thống trump ông muốn ưu tiên cái sự cái những cái công an việc làm đó đó dành cho những người đang hiện hữu sống trên nước mỹ này nè thay vì mà, nếu mà để di dân qua giống như đó tới giờ thì sẽ có tới thêm bao nhiêu người nữa cạnh tranh vào thị trường lao động của mỹ mọi người thấy không Thành ra mình cảm thấy đây là một được bước đường đi vô cùng tuyệt vời của tổng thống Trump ha. Mặc dù ai nói vấn đề gì dĩ nhiên sẽ có người lên án tổng thống Trump này nè Có người sẽ nói ông kỳ thị uh, hạn chế di dân hay là nước Mỹ không có lương tâm hay cái giống gì đó. Mọi người nên nhớ thế giới đang bị dịch, nước Mỹ đang bị dịch. Nga và mọi người ai cũng cần việc làm và cần tiền bạc hết vậy. Nếu mà trong trường hợp này mọi người ở bên Mỹ, ha, cuộc sống gia đình mọi người trên đất Mỹ Hả? vậy thì mọi người cảm thấy là ai sẽ là người bị bất lợi nếu như mà tổng thống trump không có ra những cái quyết định đó Hả? mọi người tương tự thí dụ mà các cô chú anh chịu thậm chí là mọi người đang làm nails đi nhưng mà có tự nhiên cái có bao nhiêu người nữa người ta cũng uh, tham gia qua mỹ xong rồi người ta tham gia vào ngành nails ta cạnh tranh đi làm nails với mọi người thì mọi người nghĩ ai sẽ là người bị mất bất lợi trong trường hợp đó đúng không đó thành ra là vì lẽ đó mình cảm thấy tổng thống trump là quyết định rất là ok ha còn những dĩ nhiên là nha, sẽ có một số cá nhân là họ sẽ lên án tổng thống trump nào này kia nhưng mà cái đó là chuyện của người ta ha bình thường á mọi người nên nhớ là có bao nhiêu người họ ao ước để mà qua bên mỹ này họ sẵn sàng đánh đổi đi qua bên mỹ này có bao nhiêu em ha tám 18, 20 họ lấy sẵn sàng lấy những ông chú bác năm sau bốn năm chục gì để đáng tuổi cha chú họ để họ được qua Mỹ này có bao nhiêu người kỹ sư bác sĩ luật sư nước ngoài họ đánh đổi để mà họ được qua trên đất Mỹ này đó vậy thì câu hỏi là vì sao dĩ nhiên là vì nước Mỹ này nó quá tuyệt vời nó có rất là nhiều lợi ích vì công ăn việc làm hay vì đổi đời tiến thân hay gì cái gì đó đó vậy là nói tóm lại là gì là cũng là để mà được qua Mỹ này đi làm đúng chưa mà qua Mỹ đi làm thì dĩ nhiên là phải đi xin việc làm và nói cách khác nữa ngắn gọn nữa là sẽ đi cạnh tranh việc với những người đang sinh sống trên nước mỹ này thì trong trường hợp bình thường thì ok nếu các doanh nghiệp các cơ sở nó cần mướn người thì nó cứ mướn thôi nó tiền của nó nó muốn mướn ai nó mướn đó là chuyện bình thường nhưng mà đây là cái thời đại dịch mọi người cũng thấy là có nước mỹ hiện giờ có mấy chục triệu người đang thiếu công an việc làm tại vì người ta bị sa thải giữa cái mùa đại dịch này thì sau này á từ từ kinh tế mở lại cả uh, hãng xưởng doanh nghiệp rồi nó mở lại thì những cái người đó họ cũng cần đi kiếm việc làm để mà lo cho gia đình họ nữa ha không vậy thì mọi người hãy suy nghĩ dĩ nhiên là chính phủ mỹ người ta phải lo cho những cái người đó trước tiên không lẽ để cho thêm bao nhiêu triệu người dĩ dân trong cái khoảng thời gian đó vô trong nước mỹ để rồi cạnh tranh với bao nhiêu chục triệu người mỹ đang cần việc làm nữa mọi người Ngh nghĩ, vậy có nó có hợp lý không ha? trong khi những cái bao nhiêu triệu người mà người ta sắp di dân qua Mỹ đó trước tiên là họ không có trung thành với nước Mỹ thứ hai nữa họ cũng không có phải là yêu mến nước Mỹ gì ở đây hết á họ chỉ chẳng qua họ qua bên Mỹ là tại vì nước Mỹ nó giàu ha nó có nhiều quyền lợi nó có môi trường này kia nó có những cái phúc lợi xã hội không đại khái là qua bên Mỹ để ăn ké sự giàu có của nó để để sinh con để cái để cho con cháu của họ sau này được lớn lên và sinh sống cho nước Mỹ này không nói tóm gọn là như vậy đó chứ thật ra họ không có yêu thương gì À, nước Mỹ này hết á thành ra vì lẽ đó mình cảm thấy à, cái quyết định của tổng thống Trump là quyết định rất là sáng suốt ha tại vì sẵn mấy người đó cũng không có phải là yêu thương yêu mến gì nước Mỹ hết thì đâu cần phải ưu tiên cho họ làm gì ấy, cuộc sống mà phải ưu tiên cho những người nào đang sinh sống và làm việc ở trên nước Mỹ này trước sau đó là mới, khi mọi chuyện trở lại bình thường á thì cái đó mới giúp ai giúp nha còn bây giờ là người Mỹ cần được giúp đỡ trước thành ra mình thấy đây là quyết định vô cùng sáng suốt và rất là bình thường không có gì đặc biệt không có gì gọi là kỳ thị hay vớ vẩn hay là đáng lên án hết thôi video đi dài xin chào và tạm biệt cô chú anh chị các bạn nhé thank you bye bye nào